Việc sử dụng phân bón là một phần rất là quan trọng trong quá trình chăm sóc và nuôi dưỡng cây trồng. Hiện nay có rất nhiều loại phân bón khác nhau với nhiều công dụng khác nhau, nên lựa chọn đúng loại mà bà con đang cần, tránh ảnh hưởng tới sức khỏe của cây trồng. Hãy sử dụng ngay phân bón Super Phosphate với một công thức rất là giàu dinh dưỡng và hiệu quả. Sản phẩm này tăng năng suất và chất lượng của vườn cây và nông nghiệp, cung cấp canxi cần thiết giúp cây trồng phát triển mạnh, từ đó kích thích quá trình ra hoa và đậu trái ở cây trồng của chúng ta một cách hiệu quả. Sản phẩm còn hỗ trợ giúp bộ rễ phát triển mạnh mẽ, từ đó giúp cây chống lại các tác nhân như là úng hay thối trái, hỗ trợ quá trình hồi phục sau khi mà cây bị sơ chết, cải thiện sự hấp thu dinh dưỡng của cây và tạo liên kết mô tế bào, quan trọng cho sự phát triển và sản xuất hữu cơ. Sử dụng 1-2 gram cho mỗi lít nước hoặc 500ml pha cho 600-800 lít nước. Thường áp dụng trong giai đoạn cây phát triển, bà con nào mình muốn mua có thể liên hệ số hotline 0776 400 038 để tư vấn và mua hàng chính hãng, hoặc truy cập vào website kỹsuhuy.vn để biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn về sản phẩm.